Thưa quý vị và các bạn, cùng với những thành tựu chung của toàn ngành, năm 2014 đánh dấu thêm một bước phát triển nữa của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng. Với một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO, thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản là nền tảng để trung tâm ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao hiệu quả công việc, nhất là tạo ra những sản phẩm gắn với nhu cầu sản xuất tiêu dùng của người dân, đồng thời đảm bảo các tiêu chí về an toàn và sức khỏe. Ghi nhận về những hoạt động nổi bật của trung tâm cũng là nội dung của chuyên mục khoa học và công nghệ ở kỳ cuối năm này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đa dạng loại hình nghiên cứu, phong phú mô hình thí nghiệm là phương châm hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng. Đặc biệt trong việc tạo ra những sản phẩm đáp ứng sự tiến triển không ngừng của xã hội, thị hiếu người tiêu dùng, phục vụ cho nền sản xuất ngày càng đòi hỏi các yếu tố về kỹ thuật và công nghệ. Cùng với nấm xanh diệt rầy nâu hại lúa, diệt rầy đầu vàng hại mía, mèo nấm rơm, thì nấm bào ngư là mặt hàng chủ lực gần đây của đơn vị. Xuất phát từ thực tế, nguồn nguyên liệu trồng loại nấm này ở địa phương khá dồi dào, dễ tìm, lại ít tốn kém như rơm rạ, mạt cưa, bã mía. Sử dụng các phế phẩm để trồng nấm không chỉ góp phần giảm ô nhiễm môi trường mà còn có thêm nguồn thu nhập cho người dân, hỗ trợ phát triển mô hình nông nghiệp đô thị. Mặt khác, việc trồng nấm bào ngư không đòi hỏi mặt bằng lớn, vốn đầu tư thấp, chu kỳ sản xuất ngắn, ít rủi ro. Nên ngoài sản xuất tại phân xưởng, khu nuôi trồng thí nghiệm, thì loại nấm này còn được trung tâm phổ biến cho người dân trồng ở nhiều địa phương trong tỉnh, thông qua các mô hình thí điểm hay dự án hỗ trợ. Kỹ thuật canh tác cơ bản, quy trình đơn giản, ai cũng có thể áp dụng, nhưng cái chính là làm sao tìm được mô hình thích hợp hiệu quả nhất. Xuất phát từ những vấn đề trên, bên cạnh việc triển khai các mô hình thí điểm, đơn vị còn xây dựng đề tài, so sánh năng suất các giống nấm bào ngư trồng trên các loại cơ chất tại tỉnh Sóc Trăng. Với các lô thí nghiệm bao gồm các loại nấm bào ngư trắng, bào ngư xám và bào ngư nhật được trồng trên hai loại cơ chất là rơm và bã mía. Các yếu tố môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, thời gian phát triển của hệ sợi và quả thể của ba loại nấm được theo dõi chặt chẽ trong quá trình thu hái. Từ đó so sánh được năng suất và hiệu quả kinh tế của từng loại để làm cơ sở tư vấn cho nông dân áp dụng. Nếu bào ngư là mặt hàng quen thuộc lâu nay, thì nấm linh chi là sản phẩm mới, một thành quả nổi bật của trung tâm trong thời gian gần đây. Đây là giống nấm có giá trị cao về kinh tế lẫn công dụng. Nấm được dùng làm dược liệu vì có tác dụng tốt đối với hệ tim mạch và hô hấp. Ngoài ra, linh chi còn có tác dụng đối với một số bệnh mãn tính trên cơ sở, làm tăng và khôi phục hệ miễn dịch. Công dụng trước tiên nhất của nấm linh chi đó là nó giúp ổn định được cái đường huyết, ổn định được huyết áp của mình. Thì đối với những người có cái huyết áp cao thì chúng ta sẽ uống sử dụng nấm linh chi thì nó sẽ giúp cho ổn định được cái hạ thấp cái huyết áp và ổn định. Còn đối với những người huyết áp thấp thì nó cũng giữ mức cân bằng, nó không có làm cho cái tăng huyết áp cũng như là làm giảm huyết áp. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai thì sử dụng nấm linh chi thì nó cũng giúp tăng cường cái thể lực của chúng ta. Nó làm cho cái quá trình giải độc của cơ thể, giúp cho cơ thể mình nó khỏe mạnh. Mặc dù là dược liệu có giá trị kinh tế cũng như y học cao, nhưng linh chi vẫn là loại nấm khá dễ trồng, không tốn nhiều nhân công và diện tích. Theo ước tính với quy mô nông hộ, cấy trồng 2.000 bịch phôi trên diện tích khoảng 50m2 thì sau 4 tháng thu được khoảng 60kg nấm khô, bình quân 30 gram một bịch phôi, với giá bán hiện nay dao động từ 400.000 đến 600.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được khoảng 10 triệu đồng. Chưa kể bã của bịch phôi được tận dụng ủ thành phân hữu cơ vi sinh để bổ sung vi chất rất tốt cho đất. Với đặc tính công dụng, đặc biệt là giá trị kinh tế như thế, nên trong năm 2014, trung tâm đã phối hợp với phòng kinh tế và hạ tầng các huyện Long Phú, Trần Đề để cung cấp bịch phôi, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng. Đây là trại nấm với 650 bịch phôi của ông Nguyễn Văn Quỳnh ở ấp Ngọn, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú. Để đầu tư thì mình làm cái mô hình đó, thì mình nói chung thì, nhưng mà tôi mới lúc đầu thì mình cũng rất là bi quan, vì mình không biết cái môi trường ở đây rồi cái cách thức nuôi sao. Thì vì đây là lần đầu tiên, nhưng mà sau khi đem nấm về đó, mà bên kỹ thuật cũng chỉ bảo kỹ thuật rất là nhiệt tình. Cho nên khi mà ra nấm rồi thì mình thấy rất là dễ trồng. Nói chung là chăm sóc thì nó rất đơn giản. Cái việc mà thực hiện các mô hình và chuyển giao về nấm linh chi cho bà con nông dân
Thì đó cũng là một trong những cái bước đầu để trung tâm tiến hành thực hiện cái dự án là đa dạng hóa sản phẩm về nấm linh chi, và trong năm 2015 sẽ tiến hành triển khai. Thì như vậy để giúp cho bà con nông dân khi trồng được cái nấm linh chi thì sẽ trung tâm sẽ đảm bảo được cái đầu ra cho cái sản phẩm để giúp cho bà con nông dân khi trồng an tâm trong việc chăm sóc cái nấm linh chi. Bên cạnh việc cung cấp mèo nấm, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, trong lĩnh vực dịch vụ, trung tâm còn triển khai các hoạt động khác như lắp đặt túi ủ bioga quy mô nông hộ, cung cấp chế phẩm sinh học EM phục vụ xử lý môi trường, cải tạo ao nuôi tôm. Thực hiện các hoạt động dịch vụ môi trường như giám sát, lập đề án bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thì trong năm 2014 này thì được sự quan tâm của lãnh đạo xã khoa học công nghệ cũng như là sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ công chức viên chức của trung tâm, thì cơ bản là đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2014. Và qua đó thì chúng tôi thấy có một số cái nội dung mà đáng quan tâm, trong đó như là cái việc là trong năm nay là cái lượng mà chế phẩm sinh học chúng tôi là đã cung cấp cho bà con nông dân để phục vụ nuôi trồng thủy sản là cái lượng nó tăng khá cao so với các năm trước, và chuyển giao nhiều cái mô hình cho bà con nông dân đối với các cái huyện như là huyện Mỹ Xuyên, huyện Long Phú, huyện Trần Đề. Trên lĩnh vực nghiên cứu, phòng thí nghiệm là trọng điểm đáp ứng công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh nhà. Với khả năng phân tích các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh trong môi trường nước, đất, nông sản, thực phẩm, phân bón và thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh các phương pháp như chuẩn độ, so màu quang phổ, phòng còn sử dụng một số thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động phân tích, thử nghiệm như hệ thống quang phổ hấp thu nguyên tử, hệ thống sắc ký lỏng cao áp. Trong năm 2014, phòng thí nghiệm của trung tâm đã được văn phòng công nhận chất lượng cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO trên IEC 17025-2005. Nâng số chỉ tiêu đạt chuẩn lên 69 chỉ tiêu ở các lĩnh vực môi trường, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Việc được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO đã khẳng định độ tin cậy đối với kết quả thử nghiệm, đồng thời tạo cơ hội cho phòng thí nghiệm tập trung mọi nguồn lực để đáp ứng sâu sắc hơn yêu cầu của công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh nhà trong thời gian tới. Định hướng trong năm 2015 thì chúng tôi sẽ thực hiện hai cái kế hoạch lớn của sở đã xây dựng, là kế hoạch số 24 về ứng dụng chuyển giao các cái tiến bộ kỹ thuật để phục vụ cho xây dựng cái chương trình nông thôn mới. Thì trong đó nó cũng gồm một số cái nhiệm vụ mà quan trọng như là chuyển giao các cái mô hình để cho bà con trồng nấm. Rồi cái thứ hai nữa là xây dựng các cái túi bioga để dạng quy mô nông hộ. Cái kế hoạch thứ hai nữa là trong cái kế hoạch phục vụ cho cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phục vụ phát triển bền vững đến năm 2020 thì cũng sản xuất các cái chế phẩm sinh học phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Công tác nghiên cứu ngày càng chuyên sâu, khả năng ứng dụng ngày càng mở rộng, sản phẩm làm ra phong phú đa dạng, vừa phục vụ cho sản xuất sinh hoạt, vừa là thực phẩm, là dược liệu. Cùng với phòng thí nghiệm đạt chuẩn, dự án về những công trình mới trong tương lai là niềm tin để cán bộ công chức viên chức toàn đơn vị phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu năng suất, chất lượng và hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, ghi nhận hiệu quả hoạt động trong năm 2014 và định hướng phát triển năm 2015 của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng cũng đã khép lại chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.